Chào các bạn. Em chào các anh chị ạ. Các bạn ơi, nhìn này, cái chỗ hôm nọ hai mẹ con mình làm nến thơm ấy, hôm nay lại có workshop làm cây thông Noel này. Cái này là làm cây thông Noel từ cái kem nhũng này này, Quỳnh Nhi này. Vâng. Ui, rồi các bạn ơi, sắp đến Noel rồi, nhìn cái này á, háo hức nhờ. Vâng, em thích làm cây thông Noel. Em thích làm cây thông Noel á. Vâng. Lúc đầu em Quỳnh Nhi cũng định đến đây để chơi thôi, nhưng mà lại có cái này này, bên này lại có gì đây, nến thơm này Quỳnh Nhi này. Vâng. Nhưng mà kiểu dạng Noel á, hay là lại làm nến thơm tiếp? Em thích làm cây thông Noel nó đẹp hơn. Vậy đẹp hơn à? Thế vâng. Em xác định làm cái nào chưa? Cái này vừa lên xong em chọn màu. Lên xong rồi chọn màu sao đúng không? Vâng. Ok, các bạn ơi, các bạn hãy theo dõi là hai mẹ con mình sẽ làm cây thông Noel từ kẽm nhung như thế nào nhá. Không biết là làm có thành công không đây? Thành công nhỉ. Nhìn này Quỳnh Nhi ơi. Dạ. Ở trên này là các cây thông Noel mà các cô ấy làm sẵn này. Nhẹ ơi nhẹ luôn. Đẹp lắm nhỉ? Nhờ. Đẹp không? Đẹp. Cái này là tí nữa Quỳnh Nhi tự làm hết đó. Em chọn màu. Em chọn màu gì? Cái này màu hồng này. Màu tím. Tím này hả? Vâng. Ui, Quỳnh Nhi hôm nay lại chọn màu tím. Đây. Làm như này nhá. Mẹ mong là em Quỳnh Nhi làm đẹp như này luôn. Để về trong tí nhá. Vâng ạ. Quỳnh Nhi vẫn được mặc tạp dề giống như là hôm trước đúng không? Vâng. Đây. Hôm trước bạn ấy làm nến thơm ạ. Mẹ Hằng đổi ý rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm cây thông màu xanh. Được không Quỳnh Nhi? Được. Đây, màu xanh này là màu xanh cây thông Noel này. Còn bây giờ là chọn kẽm cho em Quỳnh Nhi nhá. Quỳnh Nhi màu hồng, màu tím. Màu tím này đúng màu tím này, con thích màu nào hơn? Con thích màu nào hơn? Màu này nhá. Màu này đi. Có thích làm tím trắng không? Tím trắng hồng nhá. Động mic đi, mic mình làm mic đi cho đẹp. Chị ơi nhìn này, cái nơ này. Cái này để chúng ta dán lên cây thông của em xong xong đấy. Thế á? Bên này là cái bông này. Cái nơ. Đẹp nhá. Vâng ạ. Đây có một cái thân ở trong rồi nè các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ tạo hình cái chóp chóp như này. Mẹ ơi. Cô đã làm cho con rồi à? Cô giúp em. Như này. Mình sẽ nhắn về to nhỏ gì mình sẽ nhắn, mình sẽ nhìn ở dưới này xem là nó đã cái chiều vừa to vừa chưa. Anh chị ơi nhìn này, có nhiều màu chưa? Em cần phải nhiều màu, mẹ em cần mỗi cái màu kia thôi. Mẹ có mỗi thì màu xanh thôi. Đây, tầm này mình sẽ cho vào đây đấy. Nhưng mà cái này phải dùng keo nến nên là các cô sẽ phụ giúp em Quỳnh Nhi nhá, không thì có mà bỏng ấy. Nhá. Vâng. Ông gặp một cái một thôi con. Đấy, gặp một cái một cho mình cho dễ cắt nhá. Đây em Quỳnh Nhi sẽ bắt đầu tạo hình cái cánh ở ngoài này. Đây cái lá chứ. Một cái lá này, này thì sẽ gặp cái này làm bốn lại xong cắt. Em gặp càng đều thì cô bảo gặp càng đều là cánh càng đẹp đấy. Rồi em cắt ở giữa, em có cắt được không? Ở đây à? Đúng rồi ạ. Cẩn thận cắt vào tay nhá. Bóp mạnh vào. Cứng quá rồi. Chắc là cái này bố Hùng sẽ hỗ trợ Quỳnh Nhi nhá. Đó, như thế là được. Bây giờ một cái này nữa chúng ta lại gập đôi nữa là. Đấy, như thế này. Quá đơn giản luôn. Hay là em gập lại đi xong rồi cho bố Hùng cắt. Đó, như thế này. Bố ơi, phải cắt ở trên ở chính đây giữa. Này, ở đây này. Ở chính giữa. Ôi được rồi. Được chưa? Đấy. Bố dạy một cái là biết cắt ngay. Đây là cái đừng cho vào trong cái kẽ kéo này nhá. Trong này là không cắt được đâu, biết chưa? Vâng. Cho ngoài mép kéo này. Chập cho bằng vào. Anh chị ơi, em có cái tháp rồi. Đây em cắt được từng này rồi. Em cắt hay ai cắt? Bố cắt cho. Bố cắt cho. Đây. Em mẹ Hằng thì hết mất màu rồi. Ôi, còn có ít cái màu này thôi. Chẳng lẽ lại mix màu à? Mix màu gì? Mix màu tức là làm nhiều màu ấy. Đây, tìm được cái này rồi các bạn ơi. Kẽm nhung này tí nữa thì chúng ta sẽ làm cái vòng tròn này hoặc là cái kẹo này. Vòng tròn đúng. Cái vòng nguyệt quế ấy. Để xem bên này còn cái nào nữa không.
Đây, có rất là nhiều kẽm nhung ở đây nhưng mà cái màu của mình cần thì lại đi đâu mất rồi các bạn ơi. Chắc là màu đấy đẹp quá nên là mọi người làm nhiều á. Mẹ, con chó này. Ui, em Quỳnh Nhi phát hiện ra một bạn cún rất là đẹp luôn. Tên 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 tên. Yêu quá rồi. Các anh chờ em sẽ phải gặp như này này. Sau đó bấm nhẹ ở trên đuôi. Đấy, cái đấy là cái lá đấy Quỳnh Nhi ạ. Vâng. Bây giờ chị sẽ giúp em Quỳnh Nhi, hướng dẫn em Quỳnh Nhi dán cái lá vào. Đây, Nhi ơi, bây giờ mẹ cho keo ở đây xong em đặt vào thôi nhá, để mẹ ấn vào cho. Rồi, đặt sát vào nhau. Đấy. Rồi, thêm đi con. Đúng rồi. Đây, được gần một vòng ở bên dưới rồi này các bạn ơi. Đó. Đấy. Mình dán thêm, keo. Ok ạ. À. Đây. Bố sẽ làm hộ mẹ. Tôi sẽ làm hộ mẹ, của mẹ kệ mẹ, tí nữa mẹ tự làm. Dán như thế này xong tí nữa chúng ta mới bắt đầu uốn lên nhá. Mẹ ơi, dạ. Như kiểu là con bị ốm rồi. Ốm hả? Ho hả? Dạ. Đấy, trời lạnh như này là hay ốm lắm. Các anh chị cũng ở nhà cẩn thận nhá. Đây, của em Quỳnh Nhi được một vòng bên dưới này nè. Đi. Bố giúp mẹ đi mẹ. Dạ, từ từ. Bây giờ sẽ dán lớp thứ hai nhá, cũng tương tự như thế nhưng mà mình cách lên một xíu này. Các bạn ơi, bây giờ hai mẹ con mình đang bắt tay vào làm hàng thứ hai rồi đây này. Bây giờ chưa bẻ lên thì chắc là chưa đẹp lắm nhưng mà tí nữa bẻ lên rồi kiểu gì cũng đẹp mà, em Quỳnh Nhi nhỉ? Vâng. Ok. Các anh chị ơi, em tự làm được rồi. Em chỉ cần mẹ hỗ trợ là cho keo vào thôi. Đấy, dán cái này đơn giản mà đúng không? Vâng, chỉ cho vào. Ừ. Được. Đấy. Các anh cho em được 3 tầm rồi. Nhưng mà nó hơi thừa một chí. Không sao, thừa không sao. Bây giờ em làm tiếp màu hồng đi. Vâng, em gấp đi. Gấp. À, bố gặp được có mấy cái này. Thì em gặp cho hết đi, xong rồi tí nữa dán một thể luôn. Đây là tầng 4 rồi. Các bạn ơi, em Quỳnh Nhi làm được 1, 2, 3, 4 tầng rồi. Nhưng mà thiếu cái màu hồng này. Bây giờ bố sẽ cắt thêm với con nhá. Vâng ạ. À. Okay. Khi bố đang làm thì con sẽ dán hết màu hồng này nhá. Ok. Đây, của mẹ đây này. Của mẹ chưa có cái gì con ạ. Của mẹ đang cắt cái lá thông con ạ. Đấy, tí nữa nhưng mẹ làm xong. Mẹ nó cũng xong nhiều lắm. Xong rồi mà. Thì đợi mẹ một tí cho tí mẹ mới dán được chứ chưa. Vâng. Bây giờ con cứ dán thêm ở đây đi, để bố sẽ bắn vào đây con làm thêm một đoạn này nhá. Đấy, bố sẽ bắn keo cho Quỳnh Nhi. Đấy, con đặt vào đây. Đấy, con phải đặt từ bên này chứ. Đặt này nhìn, đặt cho hai cái này nó bằng nhau vào. Thì tí nữa mình gạt lên nó mới đẹp nhá. Lớp đầu tiên thì mình sẽ làm cái màu đậm đậm đấy. Đầu tiên mình chọn. Này, mẹ cũng làm được một tầng rồi này Quỳnh Nhi này. Mẹ dán thêm keo. À, giờ là dán màu trắng nhá. Vâng. Wow. Em Quỳnh Nhi làm nhanh thế. Nhanh mà. Dữ vậy. Ok. Mình cũng phải làm cấp tốc để kịp em Quỳnh Nhi mới được. Các anh chị ơi, em làm xong rồi. Bây giờ em sẽ bẻ ra thôi. Ôi, Quỳnh Nhi bẻ đến màu gì rồi? Con bẻ đến màu hồng. Vâng ạ. À. Đây này, con bẻ như thế này này. Bẻ lên một tí thế này. Lên một tí này cho cong cong một tí nhá. Cho nó đẹp. Đây các bạn ơi. Quỳnh Nhi đã bẻ đến đây rồi này. Để đến màu hồng rồi. Đó. Uầy. Con nhìn đi, sắp sửa giống mẫu rồi đấy. Đây này. Của mình nhạt hơn một tí thôi. Uầy. Đẹp bẻ không? Đẹp không? Để con làm đi, con bẻ lên đây đi sẽ giống luôn. Bẻ hết là nó xinh hơn cả mẫu. Đúng rồi. Nhìn này, mẹ cũng dán xong rồi. Uầy, cái này là keo này. Đấy, tên tên tên. Cây thông của mẹ cũng hai màu luôn. Đó. Uầy, của con thì có ba màu. Cắt hơi nhiều nên là bị thừa này. Cắt thừa nhiều. Hơi thừa. Uầy, của em Quỳnh Nhi khít khịt luôn. Đây, bây giờ mẹ cũng sẽ tiến hành bẻ. Bẻ như này này mẹ. À. Bẻ chỉ bẻ cái bẻ dễ mà này đúng không? Cứ từ từ, bên chân của mẹ chưa khô đâu. À, hơi bẻ một xíu thôi mà. Đúng không? Thế rồi. Để lên trên này cho khô một xíu đã xong rồi bẻ.
Nhìn này, Quỳnh Nhi ơi, ý, các bạn ơi, nhìn này, mình đã bẻ xong cái cây thông Noel của mình rồi. Còn đây là của em Quỳnh Nhi này. Các chị chọn bên nào? Chắc chắn là các anh chị chọn này của em Quỳnh Nhi rồi, tại vì của em Quỳnh Nhi nhiều màu mà. Vâng. Này, thật đấy, nổi bật hơn cả mẫu luôn này. À, bây giờ mình chọn đồ để trang trí nhá. Vâng. Để xem nào. Ui, ra ngoài kia xem nào. Nhi ơi, mẹ thấy cái này cũng liên quan đến Noel này. Đây là cây thông này. Cái này là nến luôn rồi, mình không cần phải làm gì nữa. Chắc cái này là có khuôn rồi đấy. Nhìn đẹp nhờ. À, còn có cả bánh bánh quy này, hình bánh quy nhưng mà màu hồng này. Đâu ạ? Đây này. Ở bên này có màu màu khác này. À, ở đây còn có cả cái lá nữa. Mẹ ơi, một cái này là chắc là để trang trí hết đây. Mẹ ơi. Ui, bông tuyết này. À, các anh chờ em thấy một set đi làm nến này. Set gì đấy? Set nến. À, cái đấy set nến làm sẵn rồi. Làm gói thành một gói quà luôn. Ui, có cờ đèn này. Nhi ơi Nhi. Dạ. Mẹ thấy ấy, cây thông của người ta này, làm lấy cái này làm cái kẹo đẹp này. Làm cái vòng nguyệt quế nữa này. Bây giờ mình cũng về mình làm đi. Vâng. Wow. Ở trên này người ta còn làm được cả cái mũ này. Cái này cũng đẹp. Cái này là cái vương miện. Đấy. Đi tham khảo về xong mình sẽ làm cho cái thông của mình thật là lung linh hơn. Không biết em Quỳnh Nhi làm cái gì rồi? Đang làm kẹo. À. Làm cái kẹo này. Em làm to lên. Em làm to lên xong gắn vào đây. Cho thật là nổi bật luôn. Em Quỳnh Nhi chọn cái cục bông to bên trên đúng không? Vâng. Rồi, đậy kín vào. Đó. Rồi, con lấy tâm màu xanh này cho nổi. Vương miện đi. Vương miện hả? Vương miện ở đây à? Vâng. Cũng được. Đấy, em Quỳnh Nhi cho một cái vương miện ngay chính giữa luôn. Ừ. Ui, có một cái nó bị chảy ra này này. Mẹ cho nhiều keo quá. Hay okay. Là cho mẹ này ở trên cùng. Ui, của mẹ tí nữa, mẹ tự trang trí. Trang trí của em trước đi. Này, cho gì nữa? Cho cục bông đi. Cục bông màu xanh nó cay. Cho nhanh lên không là keo nó cũng kín hết. Rồi. Ở bên dưới này nữa con này. Vâng. Bên dưới cũng có nhiều cái kim tuyến. Đấy, cho cái này đi. Đâu ạ? Wow. Kiểu như thế đấy. Đâu. Đây này. Được không? À, như này này. Đây này. Cho bên này ở chính giữa này. Nhìn này các bạn ơi. Đó. Tuyết. Của bông tuyết ý. Mẹ ơi, cho cái này là chính giữa này. Chính giữa à? Được. Chính giữa. Đây cho mẹ. Đấy nha. Vâng ạ. Rồi. Mẹ có bằng trên. Tay không? Không ạ. Đấy. Để cũng được đấy nhở. Vâng. Ừ. Em chả thông minh. Úi giời. Úi giời. Em chả thông minh. Có sao không? Không ạ. Ừ. Các anh chờ em làm được cái kiểu Noel với đây. Cả cái vòng nữa. Còn cái này là một cái trái tim. Đây này. Chúng ta sẽ trang trí. Ơ cho em nhiều thế. Nhiều à? Thế cái này em không lấy à? Không, em dán cái đấy ở đâu nào? Em chọn này. Ok, thế để mẹ dán cho. Vâng. Đây. Em sẽ làm cho cái kẹo sẽ để ở đây nha. Em sẽ làm thêm một cây kẹo nữa. Cây kẹo nữa hả? Vâng. Để làm gì? Để cái làm cho mẹ. Đây, các bạn ơi, cái này là em Quỳnh Nhi làm này. Mẹ sẽ để ở đây nhá. Bây giờ làm đó. Cái gì nhỉ? Tầm tầm này, cho keo lên cho chắc chắn nữa là được. Đây, sắp hoàn thiện rồi. Cây thông Noel của chúng ta sắp hoàn thiện rồi. Tên tèn, để chỗ này đi. Yeah. Cũng đẹp đấy. Em Quỳnh Nhi muốn trang trí gì nữa không ta? Không ạ. Chắc là đang hào hức muốn trang trí cho mẹ à? Vâng. Mẹ cũng đây. Sẽ làm trái kẹo. Cái kẹo. Ok, thank you. Cái kẹo của mình á, màu đỏ này mà đặt lên trên này nổi cực kỳ các bạn này. Đâu ạ? Đó. Tại vì cây của mình màu xanh. Đâu ạ? Đây này. Nổi nhờ. Nổi thế. Em sẽ làm một cái gậy. Cái gậy à? Vâng. Cái gậy gì nữa? Dạ. Đây, lúc nãy mình có làm được một cái vòng nguyệt quế. Nhưng mà cho cái nơ vào đây hơi fail. Hơi xấu. Fail nhưng mà không sao. Mình sẽ cho hết đi. Đây này. Mình sẽ cho. Em cho gì nữa? Ngôi sao. Cho ngôi sao hả? Thôi, không cho ngôi sao.
Trời, ở trên cùng á, bình thường mọi người làm ngôi sao nhưng mà hôm nay mình sẽ không có ngôi sao, mình cho cái nơ. Mẹ ơi mẹ, dạ. Mẹ dán này hộ em. Rồi. Các anh chị ơi, ở đây có một rừng thông luôn đây này. Ui, nhiều thế nhỉ. Loại thông nào. Màu khác cũng có con. Vâng. Ui, bên này nữa này. Quý Nhi bên này này. Ui, mini luôn. Mini đẹp nhỉ. Ở đây cũng có một cái mini mà. Ừ. Con xếp bên ngoài đấy à? Ừ, wow, đẹp nhỉ. Ở dưới này nữa này con này. Wow. Ui. Nhìn đáng yêu thế nhỉ. Ô, cái này người ta làm kiểu gì đấy? Đấy người ta có khuôn đấy con, có khuôn thì mới đổ được như thế chứ. Ủa, như ơi, quả gì đây này? Quả rau. Ăn thật nhăm. Ủa, con dê này. Đâu? Dê. Nhìn đáng yêu nhở. Làm kiểu gì đấy gấu? Hai cây thông của hai mẹ con mình đã xong rồi. Đây là mẹ để trước này này. À, bên này là bên trước à? Đấy. Mọi người thấy bên nào đẹp hơn? Bây giờ chúng ta còn một công đoạn cuối cùng nữa, đấy chính là cho đèn lên để lấp la lấp lánh, đúng không? Vâng. Cái này tối bật lên đẹp lắm đấy Quỳnh Nhi nhỉ? Vâng. Tí nữa Quỳnh Nhi hay là về thay đèn ngủ? Đúng rồi. Nhưng mà sợ cái đèn này không được sáng bằng. Ta-da! Xong rồi đây, như thế này là hoàn thiện hết rồi đấy. Em Quỳnh Nhi thấy đẹp không? Có, em tắt đèn đi. Cho tắt đèn đi. Cho đỡ bị happy. Trời ơi. Nào, bật lên đã. Bật lên cho các anh chị xem nữa chứ. Chưa gì đã cứ sợ hết pin. Đấy. Thắt rồi. Đây. Đó. Đây là hai cái sản phẩm của hai mẹ con. Vâng. Đây là bên sau này. Đấy. Đây này, sau đây còn có còn một bên cái này. Vòng này. Ui, đúng chưa? Đẹp hơn mẫu chưa? Đẹp hơn. Đấy. Thế mà lúc đầu em Quỳnh Nhi cứ sợ là làm không đẹp bằng. À, đây, trả cho các cô đi. Bây giờ đóng gói xong đi về thôi. Đi. Yeah. Xong rồi, bây giờ đi về thôi. Vâng. Nào đi cẩn thận con. Đấy. Đây này giống mẫu chưa này? Giống mẫu chưa? Đâu? À, cái này là cái lúc nãy mình cầm này. Thế em Quỳnh Nhi làm còn đẹp hơn mẫu. Đây, thành quả của hai mẹ con này các bạn ơi. Bây giờ đây là quà Noel này, tặng em Quỳnh Nhi nhá. Không sao, không được đòi nữa đâu. Dạ. Các bạn ơi, các bạn chấm cho hai cây thông Noel của hai mẹ con mình được mấy điểm nhá. Dạ. Nhớ comment ở bên dưới này. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video clip của gia đình Hằng Nheo nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.